từng đường nét một thì được những người nghệ nhân làm vừa kỹ, vừa cẩn thận, vừa chắc chắn. Và những cái tay ngồi, khi mà mình ngồi trên cái tay này thì đặt để như thế này thì mình cảm thấy là nó rất là dễ chịu. Cái tay của nó cũng thế, mà ngồi vào cái ghế này thì cảm giác vô cùng là êm ái, rất là chất lượng, cẩn thận nữa, kỹ càng nữa. Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay Hướng Mai rất là vui mừng khi mà giới thiệu với quý khách một bộ bàn ghế. Quý khách đang xem Hướng Mai ngồi ở bộ bàn ghế này có đẹp hay không? Bộ này rất là đẹp, bộ này là bộ rồng đỉnh, 17 món và kê trong một cái căn phòng khoảng tầm 35-40 m² thì vô cùng là đẹp. Nhưng mà Hướng Mai không giới thiệu bộ này đâu. Hướng Mai sẽ giới thiệu với quý khách một bộ bàn ghế vô cùng là đẹp, rất là chất lượng và giá cả thì vô cùng là hợp lý. Xin mời quý khách hãy theo chân Hướng Mai. Tiếp theo thì Hướng Mai sẽ mời quý khách đến một bộ bàn ghế vô cùng là đẹp, một bộ người ta thường gọi là bộ nghê đỉnh. Năm nay khách hàng của Hướng Mai họ rất là thích nghê đỉnh, mà bộ nghê đỉnh này họ thích từ lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì vẫn là một trong những bộ vô cùng là hot của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, cũng như là những bộ bàn ghế của làng nghề truyền thống, thì những bộ này cũng được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Và xin mời quý khách hãy cùng theo chân Hướng Mai xem bộ bàn ghế đó hot như thế nào. Đây rồi, quý khách đang nhìn thấy một bộ bàn ghế đẹp đúng không? Bộ này rất là đẹp, Hướng Mai cảm thấy là khi mà ngồi thì rất là êm ái, thư thái, cảm thấy rất là dễ chịu. Và đây là một bộ bàn ghế 10 món, gồm có 4 ghế, 1 đoạn, 1 bàn, 2 đôn. Khi mà bắt đầu làm ấy thì những người nghệ nhân đã thiết kế ra là cột 14, nhưng mà để lấy cái đẹp, cái thanh, cái kỹ thì họ đã khoét đi còn 2 mình để ra được một cái bộ bàn ghế vô cùng là đẹp. Và bây giờ đo lại cái cột thì nó chỉ được có 12 hơn thôi, 12-8. Thực ra là lúc bắt đầu sản xuất thì nó chính là 14 và bây giờ thì chỉ còn có 12-8. Thế nhưng mà Hướng Mai bảo với nhân viên là mình hãy nói là đây là một bộ bàn ghế cột 12 rất là đẹp, rất là kỹ, rất là cẩn thận. Và bộ này thì vừa xong với 4 ghế, 1 đoàn, 1 bàn, 2 đôn và chất liệu gỗ mun sừng vô cùng là đẹp, rất là chắc chắn, cẩn thận, kỹ càng. Với bộ bàn ghế này thì khi mà quý khách bắt đầu nhìn từ cái mặt bàn thì thấy là nó đục tất cả 4 con linh vật như là long ly quy phượng. Đây là một nơi gọi là thu hút linh khí của đất trời. Khi sờ vào thì rất là nhẵn nhụi, và sờ vào các cái bàn này thì cảm giác như là sờ vào cái da của em bé, nó rất là mịn, rất là chắc chắn, rất là đẹp. Và từng các cái đường nét cũng như là những cái đục thì nó tạo cho mình một cái cảnh như là một bức tranh rồng bay phượng múa, nó vô cùng là đẹp, nó khôi phục lại được những cái gì gọi là linh thiêng cũng như là cổ xưa. Để mỗi khi mà nhìn vào mình sẽ thấy đây là một bức tranh vô cùng là tuyệt tác, rất là tuyệt kỹ, cẩn thận, chắc chắn. Và tiếp theo thì khi mà quý khách nhìn kỹ cái mặt bàn rồi thì quý khách sẽ quay lại nhìn thấy cái ghế được đục là sư tử vần cầu. Sư tử vần cầu là 3 con sư tử vần trên một quả cầu, và cái bộ bàn ghế này nó thể hiện được cái sự quyền lực cũng như là một cái sự quý giá cũng như là chắc chắn. Khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy nó là một cái sự rất là kỹ càng, cẩn thận. Và trên nền cái ghê đỉnh ấy thì nó làm cho cái bộ bàn ghế này mang lại được những cái đường nét tinh tế cũng như là một cái sự rất là quyền lực, ngồi vào rất là dễ chịu, trông thì vô cùng là sang trọng và kỹ càng. Kể cả là các cái đường cong, ví dụ như là những cái đường soi héo này nó cũng rất là cẩn thận, rất là kỹ càng, rất là chắc chắn. Khi mà sờ vào thì cảm thấy rất là kỹ. Đây là cái đôn của nó được đục rất là đẹp và vô cùng là cẩn thận. Từng các cái đường cong một của ghế thì rất là kỹ, và khi sờ vào thì cảm giác rất là dễ chịu, êm ái. Nó là một trong những sản phẩm mà Hướng Mai thấy là được rất là nhiều khách hàng đón nhận về cái độ kỹ cũng như là độ tinh cũng như là độ chắc chắn của nó. Cái ghế cũng thế, ghế nó rất là cẩn thận. Từng đường nét một thì được những người nghệ nhân làm vừa kỹ, vừa cẩn thận, vừa chắc chắn. Và những cái tay ngồi, khi mà mình ngồi trên cái tay này thì đặt để như thế này thì mình cảm thấy là nó rất là dễ chịu. Cái tay của nó cũng thế, mà ngồi vào cái ghế này thì cảm giác vô cùng là êm ái, rất là chất lượng, cẩn thận nữa, kỹ càng nữa. Và bộ bàn ghế này thì chiều cao của nó tổng thể từ dưới lên trên, có cả đệm nữa, thì nó được khoảng tầm 45-48, nên là khi ngồi thì cái chân nó rất là vuông.
cái sự mà dễ dàng thoải mái khi ngồi ấy, nó ngồi trên ghế này nhưng mà cảm giác như là mình đang ngồi sofa vậy, bởi vì là cái sự êm ái cũng như là sự dễ chịu, sự thoải mái của bộ bàn ghế này, đặc biệt là trên nền gỗ mun 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 nữa. Khi mà quý khách quay đến cái đi văng thì quý khách sẽ thấy là nó vô cùng là đẹp, rất là cẩn thận, kỹ càng vô cùng luôn. Và khi mà cái đi văng của nó hiện tại thì chắc là nó đang dài khoảng 2m36, cả phù bì là 2m36, và được đục những cái con linh vật rất là kỹ, như là ba con sư tử vần cầu làm rất là kỹ càng, rất là cẩn thận, từng các cái đường nét một thì nó tạo lên được một cái sự uyển chuyển vô cùng là kỹ, rất là đẹp. Và bộ bàn ghế này được những người nghệ nhân thổ hồn vào, làm 100% bằng tay, không có làm máy một chút nào cả. Và khi mà đặt để trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy là cái sự kỹ cũng như là sự đẹp của nó. Tiếp theo thì quý khách sẽ đến một cái vế kia, là toàn bộ là hai cái ghế với lại một cái đi văng và một cái đôn nữa, thì nó tạo cho mình một cái không gian sinh hoạt chung nó rất là đẹp. Nhà quý khách khoảng tầm 30-35 m2 thì bộ bàn ghế này là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời, rất là kỹ càng, rất là đẹp. Và hôm nay thì với một bộ bàn ghế vô cùng là đẹp, mà giá của nó thì đang được tri ân còn 479 triệu, giá cũ của nó là 580 triệu, và công ty thì đang tri ân trong cái dịp xuân của 2022 này rồi. Nên là khi mà quý khách mà ưng ý có thể gọi điện hoặc đến tận nơi số 1 Đồng Kỵ, công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai để tham quan. Nếu như mà ưng ý có thể mua về các cái chất liệu thì vô cùng là đẹp, và gỗ thì là mun sừng và mun củ nào, nó rất là đẹp, rất là kỹ càng, rất là cẩn thận. Hướng Mai xin gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc gia đình quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Và nếu như có dịp hoặc có nhân duyên thì hãy đến với số 1 công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai để tham quan, được tư vấn trực tiếp. Và nếu mà ưng ý thì có thể thỉnh mua những cái bộ bàn ghế hoặc những cái sản phẩm của đồ gỗ Hướng Mai, có thể là pho tượng Phật, có thể là vòng đeo tay, có thể là những cái sản phẩm rất là tâm linh như là bàn thờ, hay là công ty thì có 9.000 m2, cho nên là có rất là nhiều các sản phẩm, từ các cái sản phẩm như là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng thờ, đến những pho tượng Phật thì đều có cả. Nên là rất là vui khi mà được nói chuyện với quý khách ngày hôm nay. Và Hướng Mai xin gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách đã theo dõi trên kênh đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, đã rất là yêu quý cũng như là sau này sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của Hướng Mai. Và những khách mà đang quan tâm, đang xem trên kênh đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, Hướng Mai xin gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách để có được sự thành công như ngày hôm nay. Thì công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai và những người con của làng nghề truyền thống, đặc biệt là các làng nghề truyền thống của Việt Nam, thì đều được cái sự tin yêu của quý khách. Vì có tin yêu, có sử dụng, cho nên là các làng nghề của Việt Nam, các làng nghề truyền thống mới có thể phát triển được, bảo tồn và phát huy tất cả các giá trị truyền thống của ông cha, đào tạo, hướng dẫn, đào tạo nghề cho con cháu mai sau, và giữ lại cái nghề này đến các cái thế hệ kế cận. Hướng Mai xin gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách, kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công và có nhiều cái thiện niệm ở trong tấm lòng, trong cuộc đời của mình, luôn gặp được sự may mắn, bình an cũng như là sự mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.